Chỉ còn 4 cháp nữa thôi là Jujutsu Kaisen sẽ chính thức được khép lại. Với cháp 267 tuần này, sự trở lại của Nobara đã khiến mọi người quá bất ngờ khi mà trước đó, tác giả GG đã xác nhận cái chết của cô trong một cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, sự hiện diện của Nobara hiện tại vẫn còn rất nhiều ẩn khuất, đặc biệt là giai đoạn đối thoại của chị Utahime và hiệu trưởng Gakuganchi. Từ đó mở ra rất nhiều chi tiết ẩn cần được phân tích trong cháp 267. Ngoài ra, tất cả những sự kiện xoay quanh ngón tay cuối cùng của Sukuna cùng thuật thức copy của Yuta bây giờ mới được giải đáp, và với những điều kiện được Yuta nhắc tới trong cảnh flashback ở cháp 267 thì thuật thức copy đã thể hiện hoàn toàn bản chất của nó. Thế nhưng Sukuna vẫn chưa chịu gục ngã, dù đây là lần đầu tiên hắn phải đứng người và trợn mắt trắng. Nỗ lực này của nhóm Yuji đã được lên kế hoạch như thế nào, hãy cùng mình phân tích trong video ngày hôm nay nhé. Cháp 267 bắt đầu với một đoạn hồi tưởng khi Yuta và thầy Gojo đang tập luyện hoán đổi thân xác. Thầy Gojo trong thân xác của Yuta nói: "Em muốn thầy đưa cho em ngón tay cuối cùng của Sukuna." Yuta trong thân xác của Gojo đáp lại: "Đúng, vì thầy đang giấu nó ở đâu đó mà chưa đụng tới đúng không?" Sau đó Yuta tiếp tục: "Nếu chúng ta để Rika ăn ngón tay đó thì em có thể sao chép trảm kích của hắn. Dù em và thầy đã hoán đổi thân xác thì em vẫn không có quyền truy cập vào ký ức của thầy, thế nên em cũng không biết là ngón tay đó giờ đang ở đâu. Thầy có thể chỉ cho em hay không?" Thầy Gojo suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không, có cái nịt." Yuta nói: "Thầy có thể nghiêm túc hơn một chút mà đúng không?" Gojo đáp lại: "Thầy đang nghiêm túc mà." Thầy Gojo tiếp tục: "Đúng là nếu Rika ăn ngón tay đó thì nó sẽ đáp ứng điều kiện để em có thể sao chép thuật thức, vì đó là 1/20 của Sukuna và hắn không thể tự hồi phục. Tuy nhiên nếu mục tiêu của em là phân tích trảm kích và các thuật thức của nó thì như vậy là chưa đủ." Yuta đáp lại: "Vâng, là đúng. Nếu em không có Touge để giúp em với chú ngôn thì sẽ có rất nhiều thứ em không biết." Chúng ta sau đó có một đoạn hồi tưởng ngắn về Yuta và Touge khi Yuta thốt lên: "Wow, chú ngôn hoạt động qua điện thoại được à?" Có nghĩa là Yuta copy thì chỉ có thể thi triển thuật thức như những gì mà Yuta thấy. Anh không thể sử dụng nó chuyên nghiệp hơn người sở hữu được. Rồi, chúng ta hãy quay trở lại với thầy Gojo trong thân xác của Yuta. Ông nói: "Thầy nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để chúng ta cắt đứt kết nối với Sukuna. Điều này khiến Yuta bối rối." Gojo tiếp tục: "Để thầy đặt vấn đề như cách mà Hakari hay làm, chúng ta nên đánh cược với lợi thế cho mình. Liệu là sao chép một thuật thức mà em không thể hiểu rõ, không thể dùng nó để thắng Sukuna, thì nó có lợi hơn là duy trì kết nối với hắn hay không?" Sau đó chúng ta được chuyển qua một đoạn flashback khác từ Yuta giải thích về điều kiện để sao chép thuật thức của người khác. Yuta nói rằng để có thể sao chép được thuật thức, Rika cần phải nuốt một phần cơ thể của đối tượng. Tuy nhiên, bao nhiêu cô ấy cần nuốt và phần nào của cơ thể phụ thuộc vào người đó và số lần mà Yuta muốn sử dụng thuật thức đã sao chép. Hãy nghĩ theo cách này, tùy thuộc vào đối tượng có là chú thuật sư hay không. Yuta cần lấy một phần cơ thể gây chết người để sao chép được thuật thức mạnh hơn. Và dù Rika không nuốt phần cơ thể gây chết người, tôi có thể đáp ứng điều kiện bằng cách vào một giao ước ràng buộc giới hạn số lần có thể sử dụng thuật thức đã sao chép. Trong khi đó, Yuji hỏi: "Nếu như họ có thể sử dụng thuật thức hồi phục thì sao? Vì rõ ràng là mức độ gây chết người sẽ thay đổi nếu có ai đó có khả năng tự chữa lành." Yuji gợi ý rằng Rika nên sao chép thuật thức của tất cả mọi người biết sử dụng thuật thức hồi phục, vì Rika có thể nuốt một phần cơ thể của người khác và rồi họ có thể tự chữa lành nên không sao đúng không? Ví dụ, chúng ta có thể để cô ấy ăn cánh tay của Gojo và rồi Yuta sao chép thuật thức của Gojo, rồi sau đó để Gojo tự chữa lành. Nhưng Yuta giải thích rằng nó không hoạt động như vậy, vì ngay cả một phần cơ thể bị nuốt được chữa lành thì phần cơ thể mà Rika ăn sẽ không còn giá trị chú lực nữa. Nó sẽ không được tính vào điều kiện cho thuật thức sao chép. Vậy nên cách duy nhất để nó hoạt động là nếu vết thương đó không bao giờ được chữa lành. Yuta sau đó nói rằng y học hiện đại và phản chuyển thuật thức không thể chữa lành cánh tay của Touge và Hana. Soko đã cố nhưng cũng không được. Vì vậy, Yuta đang cố ý sử dụng hai cánh tay này để có thể sao chép thuật thức của họ. Đây là một lời giải đáp cần thiết, bởi vì một trong những câu hỏi lớn nhất là tại sao tay của Touge và Hana chưa được chữa lành. Chúng ta đã giả định rằng phản chuyển thuật thức không thể chữa lành cho người khác, nhưng bây giờ chúng ta biết rằng họ cố tình giữ vết thương để Yuta có thể sao chép thuật thức của họ. Chúng ta sau đó có một đoạn hồi tưởng ngắn về Charles với Hakari, và người kể chuyện nói rằng Charles đã mất một chiếc xương sườn. Charles sau đó nói anh sẽ phải chữa lành nó cho tôi ngay sau đấy, và Hakari trả lời ừ, sau này chắc chắn rồi.
Mình cũng nghĩ là Hakari uy tín. Chúng ta hãy quay lại cuộc trò chuyện giữa Meme và Yuta. Nơi Meme nói, cậu chắc chắn về điều này chứ Yuta? Vì tôi đã nghe những gì Todo nói về khả năng cộng hưởng giữa Yuji và Sukuna rồi. Yuta trả lời, ừ tôi có nghe rồi. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ giữ kín chuyện này cho đến ngay trước khi chúng ta đối đầu với Sukuna. Và chúng ta chỉ nói cho Yuji những thông tin cần thiết mà thôi. Meme sau đó nói, được, tôi sẽ là người quyết định thông tin tối thiểu và Yuji cần biết, và cũng sẽ là người nói với cậu ấy. Yuta đáp lại, vâng, cẩn thận không thừa. Nhưng Yuji và Sukuna có cộng hưởng với nhau, nó chỉ nên có khả năng phát hiện ra những thay đổi lớn về thể chất. Sukuna không biết được Yuji đang nghĩ gì hay có thông tin gì. Meme hỏi lại, sao cậu chắc chắn vậy? Yuta đáp, Yuji có thể đọc được suy nghĩ của Sukuna hay không? Nếu mọi thứ trở nên hỗn loạn sau khi thầy Gojo thua, tôi không nghĩ chúng ta sẽ bị phát hiện. Nhưng hơn tất cả, không thể làm Yuji mất bình tĩnh ngay trước trận đấu được. Nếu chúng ta dùng hết áp lực và thông tin lên cậu ấy trước thời điểm cần thiết thì sẽ không ổn chút nào. Chúng ta sau đó chuyển đến cuộc trò chuyện giữa Yuta và Yuji. Yuta nói, Yuji, dù bây giờ em không thể sử dụng được, nhưng thuật thức của Sukuna đã khắc sâu vào cơ thể em. Thầy Gojo đã xác nhận điều đó bằng lục nhãn rồi. Chúng ta quay trở lại hiện tại, nơi Sukuna nhận ra rằng Yuji đang thiếu hai ngón tay. Hắn biết rằng ngón út đã được sử dụng để chuyển vào cơ thể của Megumi, nhưng ngón áp út thì hắn không thể giải thích được. Hắn nhớ lại việc cho rằng Yuta đã ăn ngón tay cuối cùng của hắn để sao chép Shirine. Nhưng giờ Sukuna nhận ra rằng Rika đã ăn ngón tay của Yuji để sao chép chạm kích. Yuta đã nói bịp, cảnh chuyển đến vị trí mà chúng ta thấy ở cuối chép trước. Nhưng bây giờ Utahime và Gakuganchi ở đó. Gakuganchi nói về việc các ngón tay là những chú vật đặc cấp, có khả năng chịu đựng mọi loại sát thương vật lý và chú thuật mà không bị sức mẻ gì hết. Ông ta tự hỏi, liệu thuật thức của Nobara có thể thực sự xuyên qua chúng hay không? Utahime sau đó nói rằng, bằng cách sử dụng một khế ước ràng buộc cụ thể, cô đã loại bỏ mục tiêu gây tổn thương vật nguyên và thay vào đó là tập trung hoàn toàn vào việc áp dụng thuật thức với hiệu ứng. Có lẽ Nobara có thể làm được. Tuy nhiên Utahime lo lắng vì chỉ mới có một thời gian ngắn kể từ khi Nobara tỉnh dậy. Câu nói này khiến cho mình nghi ngờ về tình trạng của Nobara. Liệu Nobara có đang sử dụng hình thức gọi hồn tạm thời để quay lại sử dụng thuật thức hay không? Ý của Utahime là gì khi nói Nobara chỉ mới thức dậy trong nửa tiếng? Cô đang lo Nobara đang mất kiểm soát hay không thể gây đủ sát thương cho Sukuna. Nhưng quan trọng là Nobara đã làm được. Cô bất ngờ xuất hiện và hét lên, quẩy nào, Sukuna bị đóng cọc xuyên người khi Nobara thi triển cộng hưởng. Tệ rồi, là con nhóc đó, ta không thể sử dụng thuật thức của mình, không thể mở rộng lãnh địa. Đòn tấn công của Yuji chắc chắn sẽ trúng. Nobara nở một nụ cười điên dại trên gương mặt, trong khi Yuji phấn khích ở phía bên kia và lập tức bắt đầu tấn công Sukuna bằng trảm kích. Sukuna trọng thương nhưng vẫn chưa gục ngã. Cả hai tiếp tục trao đổi đòn đánh. Chưa xong đâu thằng nhãi, Sukuna sau đó nổi giận khi hắn bắt đầu bị cắt bởi lãnh địa của Yuji và nói, ngươi nghĩ ngươi có thể lừa được ta với cái lãnh địa nửa vời này hay sao? Ngươi thậm chí còn không thể sử dụng phản chuyển thuật thức để chữa lành vết thương của mình. Ngươi đã vượt qua giới hạn của mình từ lâu rồi. Chính ngươi mới là kẻ bị dồn vào chân tường, không phải là ta. Yuji sau đó tung ra một cú đấm cổ điển từ những tập đầu và đánh Sukuna bằng kính đinh quyền, rồi một cú hắc thiểm. Mắt Sukuna trợn trắng hoàn toàn sau một loạt đòn tấn công của Yuji, kết thúc sắp đến cho một trận đấu dài đằng đẵng. Tuần sau không có nghỉ giữa cháp mới, quá là đỉnh. Tuy nhiên cũng có một chút tiếc nuối, bởi vì chỉ còn 4 cháp nữa thôi là Jujutsu Kaisen kết thúc rồi. Nhưng các bạn có tin được không? Nobara đã trở lại, thật không thể tin nổi. Nobara thực sự đã trở lại và chúng ta đã có khoảnh khắc cộng hưởng với ngón tay thứ 20 của Nguyên Hồn. Quá là phấn khích, cháp này chứa đựng quá nhiều thông tin. Chúng ta đã xác nhận được rằng Gojo thực sự đã giấu ngón tay thứ 20, xác nhận rằng Rika đã ăn một trong những ngón tay của Yuji để sao chép chạm kích, và chúng ta cũng biết được điều kiện thực tế để sao chép thuật thức của người khác qua Rika. Đó là lý do tại sao cánh tay của Touge và Enjo vẫn chưa được chữa lành. Điều này thực sự là một trong những khía cạnh khiến cho nhiều người bối rối nhất, và giờ đây đã được làm sáng tỏ. Khi trận đấu sắp kết thúc, chúng ta mới được xem xét lại khẳng định của Kenjaku rằng khi nào Sukuna và Yuji còn sống, chuỗi lời nguyền sẽ không bao giờ chấm dứt. Ý của hắn là Sukuna và Yuji là đại diện cho hai mặt của cùng một đồng xu, giống như bóng tối và ánh sáng. Đây là sự cân bằng cần thiết trong thế giới này. Cũng giống như ta đã thấy, khi Gojo thay đổi sự cân bằng của thế giới, những nguyên hồn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu chỉ loại bỏ Sukuna hoặc Yuji thì sự cân bằng sẽ bị phá vỡ và thế giới sẽ tự điều chỉnh lại, và hậu quả có thể rất khốc liệt. Vì vậy nếu chỉ loại bỏ Sukuna mà Yuji vẫn còn, có lẽ sẽ xuất hiện thêm một Sukuna khác để lấp đầy khoảng trống đó. Đó là lý do vì sao cần phải loại bỏ cả hai.
và Yuji có thể sẽ phải hy sinh. Tuy nhiên, có một điều gì đó khác liên quan đến cơ chế trong thế giới Jujutsu Kaisen rằng để thực sự tiêu diệt Sukuna, họ cần phải loại bỏ Yuji và ngược lại. Quay lại thuật thức của Yuta, số lượng khế ước mà Yuta đã đặt ra cho thuật thức sao chép của mình, có thể anh sẽ sử dụng thêm một số khế ước nữa, cho phép sử dụng thuật thức hoán đổi thần xác của Kenjaku vô thời hạn. Vì Yuta đến đây cũng khá lâu rồi, đổi lại là từ bỏ tất cả các thuật thức sao chép và không bao giờ sao chép thêm bất kỳ thuật thức nào khác. Và đúng, mình nghĩ rằng những khế ước như vậy là hoàn toàn có thể xảy ra và Yuta sẽ sống trong cơ thể của Gojo. Như mình đã đề cập trước đó, chúng ta chắc chắn sẽ thấy thêm điều gì đó với việc Yuta đang nằm trong cơ thể của Gojo. Hơn nữa, có sự đề cập rõ ràng rằng Kenjaku đã có một loại lời thề ràng buộc nào đó hoặc cách để tránh kiệt sức sau khi sử dụng lãnh địa về xương sườn của Charles để Yuta sao chép thì mong là Hakari sẽ hồi phục nó cho anh họa sĩ. Thực ra thì Yuta đã sử dụng thuật thức của Charles trong cháp 250 trong khi mở rộng lãnh địa. Vì vậy, việc đề cập đến xương sườn ở đây chỉ là giải thích cách mà Yuta có thể truy cập vào thuật thức dự đoán tương lai đó. Thế nên có lẽ là cái xương sườn chỉ là một trò đùa của tác giả Gege mà thôi. Ngoài ra có khả năng Gege đã không nói thật về Nobara để chuẩn bị cho sự trở lại của cô ấy. Tại triển lãm pop-up Jujutsu Kaisen, ông đã trả lời một câu hỏi và nói về việc mình đã lên kế hoạch cho lời giải thích về cái chết của Nobara hay chưa. Thì nó đã có từ rất lâu về trước, khi bắt đầu chương Shibuya, khi buổi phỏng vấn đó lần đầu tiên xuất hiện. Nhiều người đã nghĩ rằng tác giả Gege xác nhận rằng Nobara đã thực sự biến mất. Tuy nhiên mình không nghĩ rằng Gege đã nói dối, vì ông đã sử dụng từ ra đi chứ không phải là chết. Thế nên nghĩ lại thì có vẻ ông đang chơi chữ để lừa độc giả. Nhưng ngay cả Gege cũng thẳng thừng nói rằng ông đã lên kế hoạch cho cái chết của Nobara từ trước đó. Mình nghĩ rằng đây chỉ là cách để diễn tả quá trình quyết định số phận của nhân vật mà thôi, bởi vì Gege không muốn làm lộ một tình tiết quá lớn như vậy, đúng không? Hơn nữa, có thể Gege chỉ mới quyết định Nobara sẽ quay trở lại vào thời điểm gần đây, nếu mục tiêu chính từ những tình tiết mà Gege sắp đặt ra là làm cho mọi người nghĩ rằng Nobara đã biến mất, thì ông sẽ trả lời câu hỏi theo hướng đó, để không tự làm hỏng tình tiết của bộ truyện của mình. Cũng có thể Nobara thực chất đã chết trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nhờ thuật thức của Nita, nhóm Yuji đã có thể hồi sinh cô cho lần thi triển cộng hưởng chí mạng này.